bây giờ mình tới chùa, cửa hàng của sạc pin rồi hả? Nãy nó bị lỗi thôi. Nó đang đi theo hướng đảng viên đặng à. Đây đây có chỗ bán đồ đi vui không? Cũ của Nhật. Đây là bạn trong đồ đây đi. U 6 mấy hết rồi mà đã vô tư và vui vẻ yêu đời. Trời về này mấy cái giày đẹp quá. Cái này bán đồ second hand là cái gậy này á. Gậy này là gậy để mình chống đi nhưng mà mình tháo lắp được, là mình lắp lại được. Đây này có mẫu hành luôn nè. Ủa, cá sao không đi cứ đó. Wow. Đây mọi người, đây là cái đó, mình quay cho cả nhà coi nha, cả nhà mình đang đi tới nè. Để đồ. Đó. Cái đồ mình á. Cái đồ mình đi. Đúng lắm nha, đúng lắm nha. Đó, tập trung vô mua hàng. Đó, mình vô cửa hàng mình mua nha. Ba xem. Ủa đây được. Đây sẽ có nghe nữa anh Nam. Ủa sao cái áo này có 100.000 vậy? Rất là rẻ luôn nè. Có ai lấy không? Đúng rồi. 100.000. 500 yên hả? Ừ. Có ngoẹt. Bớt đi. Đi mua cho mẹ. Mua vỏ sách rồi mua về ống đâu nữa nè. Đó, vô cửa hàng. Có mấy ba lô kéo không? Có ba lô kéo trong đây nè chị. Ba lô gì trong này? Cái này có 1.800 gì trời? Phải không? Ủa 18.000. 18.000. Có 1 triệu mấy à? Con mất con tin con coi có cái ba lô kéo này nhỏ người ta. Ba lô kéo mấy vô đó. Em có túi sách. Có thấy túi sách không? Ở ngoài rẻ chứ ở trong này đắt lắm. Con gì đó.